Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Và lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới quý cô bác, anh chị hạnh phúc, bình an, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chỉnh gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri chính xác 100%, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, vận may hội tụ, tài lộc nở hoa, trúng số liên tiếp, đếm tiền mỏi tay trong 3 tháng liên tiếp này. Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong thời gian từ nay đến cuối năm dự báo rằng, bản mệnh sẽ đón nhiều hỷ sự, may mắn liên tiếp, phương diện sự nghiệp và tài lộc sáng sủa bất ngờ. Con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, đụng đâu thắng đó, có thể kiếm bộn tiền về tay, sống cuộc đời sung túc từ nay đến cuối đời, đặc biệt là có 3 tháng may mắn nhất trong năm 2024 này, vận trình tuổi Bính Thìn sẽ thực sự bùng nổ, giàu sang phú quý, tiền tỷ cầm tay nếu biết được bí mật này. Vậy, vận trình tử vi trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo của anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong 3 tháng tới sẽ ra sao? Các bậc thầy tử vi có tiết lộ bí mật nào cho con giáp này để đổi đời giàu có? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like và đăng ký kênh miễn phí. Và nếu quý vị muốn được tư vấn về vận trình tử vi năm 2024 của mình, quý vị cũng vui lòng comment ngày tháng năm sinh dương lịch và các vấn đề cần được giải đáp. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Tiên tri chuẩn xác 100%, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, vận may hội tụ, nổ lộc trúng lớn, đếm tiền mỏi tay trong 3 tháng liên tiếp. Kính thưa quý vị, Bính Thìn sinh năm 1976 trời sinh vốn mệnh của rồng, nên bất kể làm việc gì họ cũng có tài lãnh đạo và luôn trong tư thế chủ động, là người thông minh, khéo léo và rất tinh tế trong quan hệ giao tiếp. Nên dù đang làm công việc gì, người tuổi này cũng rất thành thục và đạt được những thành quả rất khả quan. Không những thế, tuổi Bính Thìn luôn có trách nhiệm với bản thân và công việc mình làm. Họ có tinh thần mạo hiểm và không bao giờ từ bỏ cơ hội tốt đến với mình. Bên cạnh đó, con giáp này được thần Phật hết sức che chở, nên cũng rất thường hay xây dựng được những mối quan hệ xã hội có ích. Khi làm nhân viên, họ nhận được rất nhiều sự yêu thương, quý mến từ bạn bè, đồng nghiệp, được lãnh đạo, cấp trên tin tưởng, giao phó cho những công việc quan trọng. Khi là một người đứng đầu, người lãnh đạo thì họ sẽ luôn biết cách để quan tâm, chăm sóc và chú ý hơn đến nhân viên cấp dưới. Trở thành một nhà lãnh đạo, nhà quản lý, được đông đảo nhân viên kính trọng, quý mến. Nhờ vậy mà công việc của tuổi Bính Thìn cũng sẽ có được ít đi những muộn phiền, rắc rối. Nếu có thì cũng sẽ trở thành bàn đạp để họ có được những thành công lớn hơn trong tương lai. Những người tuổi Bính Thìn nam mệnh rất hiền lành, tài giỏi, linh động, hoạt bát, mềm dẻo và có rất nhiều tài lẻ, là một trong số những con giáp được che chở, bảo hộ của thần Phật và mang trong mình số mệnh phú quý. Ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của con giáp này đã có sự tiến bộ, phát triển tốt hơn những người khác. Bản mệnh mang tới sự may mắn, vận khí tốt lành cho các thành viên trong gia đình. Nhờ vào họ mà cả gia đình có thể nhận được sự bảo vệ và sự che chở vô cùng vô tận của thần Phật. Những người cầm tinh con rồng sẽ sớm có được vinh hoa, phú quý, tiền bạc dồi dào, công danh thành đạt, sự nghiệp vững vàng. Với người tuổi Bính Thìn nữ mệnh, trông bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình, tỏ ra mạnh mẽ đê lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Tuy tiền vận có vất vả, gập ghềnh,
sóng gió, nhưng trung vận sẽ được bù đắp khi được quý nhân phù trợ, giúp sức. Tiền bạc, sự nghiệp tăng tiến, về hậu vận có cuộc sống sung sướng, gia đạo có nhiều điều tốt đẹp. Bính Thìn sinh năm 1976, khi bước sang năm 2024 phạm tam tai, nên vận trình bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dấu hiệu tiêu hao tài khí. Tuy nhiên, năm này lại có ngũ hành tương sinh và sao tốt chiếu mệnh, nên đây sẽ là một năm gặp khá nhiều may mắn. Càng về cuối năm, các phương diện trong cuộc sống có sự phát triển mạnh mẽ hơn, người tuổi Bính Thìn có khả năng sẽ tìm được cho mình hướng đi tốt đẹp trên con đường công danh, sự nghiệp và đầu tư thêm một số lĩnh vực nhất định. Mọi thứ bạn làm từ nhỏ đến lớn đều dễ dàng thu được lợi ích, do vậy, bạn nên giữ cho tâm trí cởi mở, tích cực để đón nhận vận may. Và thời điểm may mắn nhất trong năm Giáp Thìn 2024 đối với người tuổi Bính Thìn là vào tháng 5, 7-10 âm lịch. Đây là lúc để bạn tỏa sáng, nắm bắt nhiều cơ hội xuất hiện trong cuộc sống. May mắn liên tiếp ùn kéo đến, cuộc sống bất ngờ thăng hoa rực rỡ, sự nghiệp vững chắc, ổn định, tài vận dồi dào. Đời sống tình cảm cũng hưng thịnh và hạnh phúc, bạn càng làm việc chăm chỉ càng gặt hái được nhiều thành công, thần tài và quý nhân luôn sát cánh cùng bạn trên mọi nẻo đường. Cụ thể, về sự nghiệp 6 tháng cuối năm 2024 được cát tinh soi chiếu, bạn làm việc gì cũng thuận lợi, may mắn hơn trước, lại được quý nhân giúp đỡ, giúp bạn hoàn thành các mục tiêu đề ra. Chỉ cần bạn nỗ lực kiên trì, thì khó khăn nhỏ phía trước sẽ không thể nào cản đường bạn tiến lên. Càng về cuối năm, bạn càng tăng tiến nhanh chóng, gặt hái cho mình nhiều thành quả, cơ hội thăng chức, tăng lương cũng nằm trong lòng bàn tay. Người kinh doanh, buôn bán cũng có một năm thuận buồm xuôi gió, làm ăn thuận lợi, ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, tiền bạc cứ ào ào đổ về túi của bạn, mua nhà to, sắm xe sang, tiền tỷ cầm tay, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ. Về tình duyên, gia đạo, trong giai đoạn nửa cuối năm 2024 này, không khí gia đình êm ấm, hòa thuận, tươi vui, tất cả những tranh luận và bất đồng sẽ đi đến kết quả tốt đẹp, hai bạn tìm thấy được điểm chung. Đặc biệt, năm nay bạn sẽ đón nhận nhiều niềm hạnh phúc, vui vẻ từ con cái mang lại. Người tuổi Bính Thìn sẽ yên tâm khi con cái sống kỷ luật, trưởng thành hơn. Về sức khỏe của bản mệnh, năm 2024 cũng được dự báo là rất tốt. Bạn có sức đề kháng cao và cơ thể năng hoạt động. Nhờ áp dụng một lối sống lành mạnh, sức khỏe của bạn ngày càng được cải thiện. Tuy nhiên, bạn cũng nên hạn chế đi lại đường xa, cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông. Đã uống rượu bia thì tuyệt đối không lái xe. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Bính Thìn trong 3 tháng may mắn thuận lợi nhất, đó là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch. Đầu tiên, xét phương diện sự nghiệp 3 tháng tới. Xem tử vi tuổi Bính Thìn trong tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch cho thấy, sự nghiệp của con giáp này phát triển nhanh chóng, do có tam hợp giúp đỡ lại thêm quan đới che chở. Công việc trên đạt thuận lợi, trôi chảy, mưu sự dễ thành. Con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khởi đầu thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn, bạn cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình. Vận quý nhân của con giáp này trong tháng 5, 6, 7 khá vượng, nên dù gặp tiểu nhân cản trở nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhẹ nhàng, khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân giúp sức, đạt kết quả khả quan. Nguyệt lệnh lâm quan đới sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến, hãy léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể. Con giáp thông minh, lanh lợi như bạn, chắc chắn sẽ làm được điều mình muốn. Gặp thiên thời, địa lợi, dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ, nhưng nhiều cơ hội mở ra, đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế. Tránh để vụt khỏi tầm tay thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào đáng tự hào. Có điều ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, có thể gây ra một vài sự cản trở nhất định trong công việc. Cho nên làm gì, tuổi Bính Thìn cũng nên thận trọng, chớ chủ quan, lơ là mà nhập bẫy kẻ xấu. Cũng cần chú ý một vài ảnh hưởng cảm tính do quan đới gây ra, khiến bản mệnh sử dụng tình cảm trong hành động, dễ bị cảm xúc chi phối, nên cũng hay làm việc tùy hứng, thích làm thì làm. Không thích lập tức có thể bỏ dở giữa chừng, điều này gây ra không ít rắc rối, thậm chí còn làm mất lòng người khác, dễ bị cô lập trong tập thể. Cho nên, mệnh chủ nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình, biết lúc nào cần dùng lý trí, lúc nào cần dùng tình cảm,
để không gây ra rắc rối không thể vãn hồi. Theo phong thủy phi tinh, trong tháng 5, 6, 7 này, ở phương chính đông trong nhà, nơi có sao lục bạch chủ chức vụ tài lộc xuất hiện, nên chú ý dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ, có thể bày thêm những vật phẩm phong thủy vượng quý nhân như voi hoàng ngọc hay quả cầu vàng, sẽ rất có lợi cho đường tiến thân của bạn. Xét phương diện tài lộc 3 tháng tới. Xem tử vi tuổi Bính Thìn tháng 5, 6, 7 âm lịch về tài lộc, con giáp này cảm nhận được khá rõ sự khác biệt khi tiền tài ngày càng vượng, có tam hợp thái tuế mang lại cho bạn khá nhiều vận may liên quan tới tiền bạc, thêm cả sự xuất hiện của thực thần, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, cả chính tài và thứ tài đều sáng, nên thu nhập của bản mệnh đến từ nhiều nguồn và khá linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào duy nhất một bên nào. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, tuổi Bính Thìn nhạy bén về tài chính, sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn có tự tin. Người làm ăn tự do với quy mô nhỏ lẻ có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ, lưu ý tiến hành từng bước, thận trọng, bước chậm còn hơn nhanh, ẩu đoảng, để nhận lấy thất bại. Bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư ở thời điểm này, nhưng nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Hơn nữa, bạn nên chọn hạng mục mà bạn hiểu rõ nhất, hiểu biết của bạn về nó nhiều nhất có thể, thì bạn sẽ tự tin hơn. Nếu cảm thấy lấn cấn ở bất cứ cơ hội nào đó, thì hãy tin vào trực giác của mình và tạm thời bỏ qua một bên, tính sang phương án khác. Đừng quên trong 3 tháng này vẫn có tiểu vận nhỏ của hung tinh ngũ quỷ quấy quở. Mọi việc đều cần tính toán cẩn thận, nên đặt an toàn và ổn định lên trên hết. Tuy tài chính rủng rỉnh là vậy, song bản mệnh cũng sẽ khá bận rộn, cần phải có kế hoạch quản lý tài chính cụ thể thì mới kiểm soát được nguồn tiền ra vào nhanh chóng và hiệu quả. Xét phương diện tình duyên, gia đạo. Xem tử vi năm 2024, chuyện tình cảm gia đạo của tuổi Bính Thìn trong 3 tháng 5, 6, 7 âm lịch có khá nhiều tín hiệu đáng mừng. Tuổi Thìn lâm cục tam hợp thái tuế khiến nhân duyên khá vượng, tình cảm có nhiều bước tiến triển tốt đẹp và bất ngờ. Trong 3 tháng này, các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp, hợp tác với khách hàng của người này dễ dàng tìm được tiếng nói chung, khéo léo thuyết phục được đối tác. Phương diện tình cảm cá nhân khá đặc sắc, được sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh, bản mệnh tự tin trong giao tiếp, khéo léo trong cách hành xử, sức hút cứ thế lan tỏa, duyên khác giới vượng, nên rất có lợi cho người độc thân trong việc tìm kiếm đối tượng phù hợp, sẽ có không ít người thầm thương, trộm nhớ bạn đấy nhé. Gia đạo yên vui, tạo tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để bản mệnh tập trung phấn đấu cho công việc. Một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình được giải quyết ổn thỏa. Con cái cũng ngày một lớn khôn và trưởng thành hơn, đã biết giúp đỡ bố mẹ, kinh tế gia đình nhờ vậy cũng ngày một đi lên. Có điều, các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Quan tâm, chia sẻ với nửa kia cũng là cách tốt để giúp cả hai xích lại gần nhau hơn. Có như vậy, cuộc sống mới thêm phần ý nghĩa và hạnh phúc. Xét phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch cho thấy, tình hình sức khỏe của người tuổi Bính Thìn trong 3 tháng này cũng cần chú ý. Dù không có gì đáng lo ngại nhưng do có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện, nên có thể gặp tai nạn bất ngờ hoặc chấn thương về chân và tay. Đi lại chú ý vấn đề an toàn giao thông, để không hại mình và hại người. Tháng 5, tháng 6 âm lịch thời tiết nắng nóng oi bức, dễ khiến bạn mất nước, tiêu tụy, mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng và giảm sức đề kháng. Bởi thế, cho nên tuổi Bính Thìn rất dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường hô hấp như cảm cúm, cân nặng cũng có chiều hướng giảm. Đặc biệt là tháng 7 âm lịch, âm khí tràn trề, bạn nên nghỉ ngơi điều độ, ăn uống lành mạnh, dưỡng dương khí trong mình. Đây là khoảng thời gian giao hòa giữa tiết đại thử và tiểu thử. Thời tiết oi nóng, tạo cơ hội cho bệnh dịch lan tràn. Những người tuổi Bính Thìn có tiền sử về bệnh tim hoặc bệnh về máu thì nên ngủ đủ giấc, giữ phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát. Theo phong thủy phi tinh, trong tháng 5, 6, 7 này nhị hắc hung tinh chủ bệnh tật ốm đau bay vào hướng đông bắc, mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Nếu có thể hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ hung hiểm, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bản mệnh và gia đình. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976.
Tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch. Cơ hội ngập tràn, cố gắng ắt thành công. Tháng 5 năm 2024 hứa hẹn nhiều thành công đến với người tuổi Bính Thìn. Tất nhiên, những thành quả tốt đẹp sẽ không tự động tìm tới. Bạn cần phải luôn quyết tâm và cố gắng thì mới đạt được điều mà mình mong muốn. Quan đế phù trợ, sự nghiệp của bạn sẽ có những bước phát triển rõ rệt. Con giáp này hãy luôn duy trì trạng thái hăng hái, tích cực, sẵn sàng nhận các công việc khó, không ngại nhận thêm các nhiệm vụ. Như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng ghi điểm trong mắt cấp trên. Khi đã nắm trong tay cơ hội phát triển, bạn hãy tự tin thể hiện năng lực của bản thân. Tài lộc nhìn chung khá dư giả, chủ yếu là do công việc thuận lợi nên bạn không thiếu các khoản tăng lương, thưởng nóng. Với người làm ăn kinh doanh, có thể bạn chưa thu được quá nhiều lợi nhuận bởi bạn vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu gây dựng sự nghiệp hoặc danh tiếng. Tuy nhiên, những dấu hiệu phát triển tích cực sẽ giúp bạn có thêm niềm tin. Tử vi tháng 5 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch thấy rằng phương diện tình cảm cũng có tin vui báo về. Con giáp này hãy luôn cởi mở trong giao tiếp, buông bỏ những nỗi buồn trong quá khứ. Như vậy thì bạn sẽ nhận thấy xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người đáng để yêu thương. Chuyện làm ăn cũng sẽ thu được một khoản lời lãi nhất định, cốt là bạn tập trung. Tháng này khó khăn có xuất hiện, bạn nên tự động viên mình cố gắng, chứ không nên bỏ dở giữa chừng. Nếu bỏ dở công việc giữa chừng, công sức của bạn sẽ có xu hướng đổ sông đổ bể. Thái âm và âm sát đồng thời xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ tháng này bạn vừa gặp quý nhân nâng đỡ, phù trợ cho công việc, tình duyên phát triển tốt lành, lại vừa gặp phải kẻ tiểu nhân mưu đồ bất chính, có ý đồ hãm hại bạn. Vì thế, bạn làm việc gì cũng phải cân nhắc kỹ càng, không nên vội vàng nghe theo lời khuyên nhủ của ai. Trước khi đặt lòng tin vào một ai đó, bạn cần đánh giá xem đối phương có thực sự là một người đáng tin cậy không. Quý nhân, Dậu, Hợi. Tiểu nhân, Tý, Mùi. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Tử vi tháng 6 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch. Chưa tìm được hướng đột phá, cần dốc lại tinh thần. Tử vi tháng 6 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch dự báo, người tuổi Bính Thìn bước vào tháng Tân Mùi này có nhiều thăng trầm bất ổn. Tháng trước vận trình vừa mới hồi phục được chút, thì tháng này mọi thứ rơi vào trạng thái trì trệ, tinh thần không hăng hái, khiến con giáp này làm gì cũng nửa vời, chán nản. Vận trình công danh, sự nghiệp vẫn chưa tìm được hướng đột phá, tuổi Bính Thìn vẫn làm đều đều với những công việc thường ngày, thiếu động lực để tạo ra sự sáng tạo cần thiết. Có vẻ như bạn đang nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại, nên mọi việc chỉ ở mức cầm chừng, lửng lơ. Trong tháng 6 năm 2024 âm lịch này, tài vận của những chú rồng không mấy khởi sắc, bản mệnh thiếu nỗ lực, quá an toàn trong giới hạn bản thân tự đặt ra, nên đôi khi cũng bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền mười mươi. Đặc biệt, có hung tinh nhập mệnh, nguy cơ mất tiền do bị kẻ xấu lừa gạt rất cao. Bởi vậy, tuổi Bính Thìn phải đủ tỉnh táo để không bị kẻ xấu lợi dụng. Sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm, tuổi Bính Thìn dễ bị mệt mỏi, căng thẳng tinh thần, nóng trong do ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Dù thể trạng của bạn vốn có tốt đến đâu, nhưng áp lực đè nén trong lòng, thường xuyên phải suy tính đủ chuyện, cũng ảnh hưởng nhất định tới sinh hoạt hàng ngày, rất dễ đổ bệnh bất ngờ, nên đặc biệt lưu tâm. Điểm sáng lớn nhất của Bính Thìn trong tháng nằm ở phương diện tình duyên, có thái âm cát tinh độ mệnh, người độc thân có thể sẽ sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn lẻ bóng hiện tại. Các cặp vợ chồng dù có nhiều áp lực, gánh nặng cuộc sống, nhưng vẫn luôn cùng nhau cố gắng, phấn đấu và dành cho nhau những lời động viên, khiến tình cảm thêm khăng khít. Lời khuyên cho Bính Thìn trong tháng này là hãy nhờ sự hỗ trợ của cát tinh thái âm và vận dụng những mối quan hệ đang có để đạt được mục tiêu của mình đã đề ra. Quý nhân, Dần, Mão. Tiểu nhân, Tỵ, Ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Bính Thìn âm lịch. Nhiều cát tinh cao chiếu nên tranh thủ lợi thế. May mắn tháng 7 năm 2024 âm lịch lại là khoảng thời gian cát lành đối với người tuổi Bính Thìn. Nhiều cơ hội mở ra, đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào, đáng tự hào. Nhờ có tam hợp thái tuế, công danh, sự nghiệp của những chú rồng khá lý tưởng, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Khó khăn, trở ngại cũng sẽ sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng sẽ có quý nhân giúp sức, kết quả khả quan. Gặp thiên thời, địa lợi,
Dù đôi khi tinh thần làm việc chưa quá hăng hái, nhưng mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, ít phát sinh sự cố bất ngờ. Có điều ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, làm gì tuổi Bính Thìn cũng nên thận trọng. Tháng này, tài vận của tuổi Bính Thìn cũng có nhiều khởi sắc, có tài tinh soi chiếu, chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định, có thể cân nhắc đầu tư nhưng cần tỉnh táo và đề cao cảnh giác, biết đúng điểm dừng kẻo ham mê quá rồi trắng tay. Đừng quên tháng này là tháng cô hồn, mọi việc đều cần tính toán cẩn thận, nên đặt an toàn và ổn định lên trên hết. Chuyện tình cảm có nhiều tiến triển mới, người độc thân sớm tìm thấy đối tượng phù hợp, nhân duyên khác giới cực vượng, đôi lứa xứng đôi, tính chuyện hôn nhân trọng đại, một vài mâu thuẫn, xung đột hay hiểu nhầm giữa các thành viên trong gia đình được giải quyết ổn thỏa. Có điều, các cặp vợ chồng kết hôn lâu cần dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm hơn nữa. Tình hình sức khỏe trong tháng cũng cần chú ý, dù không có gì đáng lo ngại, nhưng do có hung tinh ngũ quỷ xuất hiện, nên việc đi đứng phải cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Quý nhân, Dậu, Tý. Tiểu nhân, Dần, Hợi. Màu sắc may mắn, cam, trắng. Quý vị thân mến, người tuổi Bính Thìn là những người mạnh mẽ và có tham vọng lớn. Họ khao khát được chứng tỏ bản thân bằng chính năng lực của mình. Họ cũng đặt ra các mục tiêu, hoài bão lớn và nỗ lực thực hiện. Hơn nữa, vận số của người tuổi Bính Thìn thường may mắn, nên làm việc gì cũng thuận lợi. Nhờ đó, con đường sự nghiệp của những người này phát triển rộng mở. Đặc biệt, nhờ lòng tốt, sống bao dung mà đường đời của người tuổi Bính thường được hưởng an nhàn và may mắn, được quý nhân phù trợ, gia đình yên ấm, hòa thuận, hạnh phúc, con cái để huề, tài vận dồi dào, no đủ và ít gặp phải các biến cố lớn. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào những tháng sinh khác nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt. Vậy vận số của người tuổi Bính Thìn ra sao? Sinh vào thời điểm nào mới được giàu sang phú quý, đường đời suôn sẻ? Cùng Minh Đường tử vi xem vận mệnh người tuổi Bính Thìn xét theo tháng sinh âm lịch nhé. Tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 2. Theo lịch âm dương, tháng 2 là tiết kinh chập, rồng bay lên trời. Tuổi Bính Thìn gặp được nhiều may mắn, đại cát, đại lợi, công danh sự nghiệp vinh hiển, quyền cao chức trọng, mọi người kính nể. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 3. Tháng tam hợp địa chi thân Tý Thìn, tuổi Bính Thìn vận số tôn quý, hưởng phúc lộc, người tài dẫn dắt, tương lai, công danh đỗ đạt, gặt hái nhiều tài lộc vinh quang. Nam, nữ tuổi Bính Thìn sinh vào tháng 3 có thể chọn kết duyên với người bạn đời có tuổi thân sinh vào tháng Chạp âm lịch hoặc tháng Tý sinh vào tháng 7 âm lịch. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 4. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 4 là người nho nhã, lịch thiệp, khiêm tốn, họ được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Sinh tháng này bản mệnh sức khỏe dồi dào, tinh thần tích cực, mọi việc đều suôn sẻ, thành công. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 5. Tháng 5 tiết mang chủng, tuổi Bính Thìn có số đại phú đại quý, làm ăn gặp thời, buôn may bán đắt, nếu đi theo con đường chính trị thì chức bậc lên cao, để lại tiếng tăm vang dội. Tuy nhiên, cần chú ý kết giao để tránh bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 6. Tuổi Thìn sinh tháng 6 có bộ địa chi trong tứ hành xung, bản mệnh lập nghiệp từ sức của chính mình, ít được cha mẹ, anh em giúp đỡ, tương lai cố gắng nỗ lực mỗi ngày, hậu vận cuộc sống ổn định, bình yên. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 7. Sinh tháng 7 tuổi Bính thì hưởng phúc lộc tổ tiên, công danh, sự nghiệp, tình duyên đều tốt đẹp, gia đạo hòa thuận, con cháu thành đạt. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 8. Tháng 8 tiết bạch lộ, tuổi Thìn sinh tháng này yêu thích khám phá, sống chân thật, họ thích làm việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh, cũng nhờ đó mà con đường phát triển bản thân thuận lợi, quý nhân phù hộ. Các cụ ta thường nói, giúp người, người lại giúp ta, lấy phúc đức làm của theo ta trọn đời. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 9. Tuổi Thìn sinh tháng 9 là những người có hoài bão, ý chí lớn lao, họ đặt mục tiêu và chinh phục đến cùng, tương lai, công danh vinh hiển, đạt được nhiều thành tựu, người người nể trọng. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 10. Sinh tháng 10 tuổi Bính Thìn ổn định, tài lộc ở mức khá. Sinh vào tháng này, tuổi Thìn thường không thích ganh đua, sống an phận. Do vậy, tiền tài không nổi trội, nhưng họ luôn có tinh thần thanh thản, hài lòng. Tuổi Bính Thìn sinh tháng 11. Tháng 11 là tiết đại tuyết, tuổi Bính Thìn có tam hợp cục thân Tý Thìn. Vận số gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, sự nghiệp và công danh đều thăng tiến như ý muốn, cuộc sống giàu sang, sung túc, khá giả.
tuổi Bính Thìn sinh tháng 12. Sinh tháng Chạp tiết Tiểu Hàn, tuổi Bính Thìn thời Trung vận gặp nhiều gian nan, khó khăn trong công việc. May nhờ có tài đức, năng lực, chăm chỉ mà bản mệnh vượt qua được thử thách, hậu vận cuộc sống ổn định, bình an. Quý vị thân mến, con người sống trên đời không ai hoàn hảo vô khuyết, khó tránh khỏi có lúc phạm sai lầm. Đức Phật dạy, trên đời có hai hạng người đáng quý nhất, một là người không mắc phải lỗi lầm gì, hai là người có lỗi nhưng biết sai và sửa chữa. Đã là người phàm, thì ít nhiều chúng ta thường mắc phải những lỗi lầm trong cuộc sống, nhưng nhận ra lỗi sai và sửa lỗi sẽ khiến chúng ta nhận được sự kính trọng của người khác. Người như vậy sẽ được thần Phật che chở, người làm sai và biết hối cải, biết tìm đến cửa Phật để sám hối về những tội ác mình đã gây ra trước đó, đó cũng có thể coi là làm người lại một lần nữa. Cũng như lời Phật dạy về sám hối, phải biết hối mới mong nhẹ nghiệp. Còn nếu như một người biết rõ việc mình làm là sai nhưng không biết hối cải, không có ý thức mình làm sai, vậy thì hành động đi bái Phật cũng không phải là sám hối thật lòng. Họ chỉ đang cố làm ra vẻ tin Phật mà thôi, chứ thực tâm trong lòng chẳng hề có một chút áy náy nào. Sám hối thực chất là một hành động xin lỗi về lỗi lầm mình đã gây ra. Thế nhưng, con người thường rất e dè trước lời xin lỗi, bởi họ bị gắn chặt bởi chấp thủ và chấp ngã. Chấp thủ chính là việc gì cũng cho mình là đúng, người khác sai, đó còn gọi là tính bảo thủ. Chấp ngã là đề cao cái tôi của mình, dù có biết lỗi nhưng không nhận lỗi, vì sợ làm mất giá trị của bản thân, người khác coi thường. Vì thế, nên đối với những người thời nay, hai từ xin lỗi thường nặng nề và không được sử dụng đến. Những người gây tội lỗi thường cảm thấy không yên ổn trong cuộc sống bởi lương tâm day dứt hoặc sau đó gặp những chuyện không may xảy ra. Vì thế, chỉ cần sám hối một cách thành tâm sẽ làm cho tâm hồn được nhẹ nhàng, thanh thản. Phật giáo vốn rất đề cao nhân quả báo ứng. Người làm sai chắc chắn sẽ phải chịu nghiệp báo do sai lầm của mình gây ra. Sau khi chịu quả báo mà vẫn không biết hối cải, vậy thì Đức Phật sẽ không bao giờ phù hộ người như vậy. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây là hết. Chúc quý vị và các bạn có một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.